Ủa bên này người ta chặt cái tràm hết hả Phong? Dạ. Ủa trống lỏng ha. Vậy hả? Chưa cày lên. Tại vì mưa quá, chưa cày lên. Ủa vậy mấy cái gốc này sao? Cày lên luôn. Trời ơi. Hồi xưa đây là nắm tràm, từ tràm. Giờ ta hạ rồi đang nguyên đám đất trống. Cho bò nó ăn cỏ hả không? Cỏ. Đang làm gì vậy? Cái nó đi. Đâu ngoài hạ xuống nhanh đi luôn không ạ. Chạy nó đi để cởi con nó đi. Ừ. Bác gửi gạo cho nó ăn rồi hả bác? Đi vô giọng lấy cái bội á hơn. Con sao á? Trời ơi ra đây mũi. Đi vô mướp quá trời luôn, ra hai mướp đi. Đi, ra hai mướp. Cầm cái kéo chứ. Chừng nó bội ra đâu á. Ừ. Ốp chuối à. Thôi nha. Ra gần hết rồi. Cầm cái kéo ra với cái gỗ. Mướt quá trời luôn ha. Dạ. Mưa nhiều lắm. Với chồng mấy năm mà không có trái. Đâu. Nô lên gì nè. Ừ. Bên kia kìa, bên kia trái ngắn ngắn. Mớp dài ở đây mới ăn. Còn mớp ngắn ở bây giờ mình trồng vô thêm. Trồng vô này, em mới trồng vô leo ừ. Lên. Ừ. Trồng xen kẽ cho mấy cái dây khác leo lên. Nè vô đây nè. Đây trồng thêm đậu rồng nữa. Ờ, dùng lâu rộng cho nó bò lên. Vô mình xào á. Cái này mớp ngắn, trái ngắn. Nhiều giống nữa. Mấy trái sẽ ăn được rồi đó, chút hái thôi. Ăn được mà người ta chê, người ta kêu trái ngắn không ăn. Ăn trái dài dài á. Sao ơi, trồng trái dài không trồng, trồng trái ngắn. Giống mua. À. Đâu có biết đâu. Rồi dây đậu rồng đi hả? Trái này là mớp mớp người ta kêu mớp táo gì á. Trái có chút xíu à. Này, mấy trái này ăn được nè, hái vô đi này ăn à. Ừ. Cái bông nó ăn cũng ngon lắm. Nè, trái nè. Ôi, dùng mít nè. Nay tốt quá trời luôn nè. Mít nay có trái hết rồi không? Dạ, nay sắp sửa có trái hết. Ủa câu, ủa câu xuống. Cầm cái kéo không? Cầm cái rổ ra, đừng. Cho lấy cái rổ thì đựng hưng. Dạ, cắt cái này. Ừ, cắt đi. Cỡ này ừ, anh cỡ này ăn được rồi nè. Cỡ này anh khoái lắm, biết giờ chi không? Luộc ăn. À, luộc anh cạo ở ngoài cái vỏ trong cái anh luộc xào á. Nè, muốn hái trên này hái xuống. Cứ để hái một lát thôi, sốt á. Nhìn đó, nhìn đó. Cái trái đó hái được chưa? Chưa. Nhổ quá hả? Cái này luộc không? Ừ. Luộc chấm tao không? Dạ, trái nhiều ghê chứ. Ừ. Bữa còn nhiều lắm, ra mỏi mắt mỏi trái luôn. Cái ngọn ăn ngon lắm. Cái bông ăn cũng ngon lắm. Cái nụ á.
nụ như thế này nè. Ông cái rừng tràm này á, chặt đi rừng trống sát sủa. Ủa cái trái mướp bự, cái trái già nó bự quá chừng luôn ha. Ủa này cà pháo hay là cà tím? Cà tím mới trồng á. Có bông rồi nè. Dạ. Chưa có trái. Chứ Hà kêu. Mẹ nè. Mẹ trái mướp nè. Dạ bự quá chừng. Ngày đó chỗ đó có trái bông gồng. Chứ không phải vô ăn mắm. Nó leo tới đây. Nó leo mình nó hái. Mình leo lên trên không đấy. Không sao leo lên. Mới có trái hả? Mới có bông. Cái mướp thì già này nè. Này nó giống. Nó ngắn ngủng hả? Hồi xưa giờ bự lắm. Hồi xưa mướp dài dài. Bây giờ nó ngắn lắm. Còn ra đây mũi quá trời luôn. Lâu nãy mới thấy trái. Đây nè. Quệ đẹp đấy. Bên kia trồng cỏ cho bò hả? Dạ, không. Cỏ cho bò. Nay mít có trái nè. Ừ, thấy cho trái nhỏ nhỏ, đang trái nè. Nè. Không, đợi cái đó nhỏ mà đây nè, cái này nè. Được nhiều. Được nhiều đây hả? Này da luộc ngon quá. Đủ bữa chưa? Giờ đây bên kia có trồng gì hả? Không, bên kia có trồng bắp. Để mà bển coi bắp coi. Bắp được ăn chưa? Chưa. Trồng bắp gì? Bên nó trồng bắp đỏ. Gì? Bắp trồng cho gà. Ờ. Bây giờ nó hơn rồi.